hồ hồ ha. Thì đó, nhiều người bệnh nhân mình ta thất vọng hay là ta buồn, kiểu như là nhiều khi thân nhân bệnh nhân nữa mà ta thất vọng hay người ta buồn á, là người ta nhiều khi ta leo lên lầu cao, ngày vừa lên tới lầu 10, xưa lầu 10 lên tuốt trên cái lan trên á, rồi cái xong là nhảy xuống, rồi sau này bệnh viện sợ quá mới làm thêm cái xong trắng để tránh người ta bớt đi, ta đừng có nhảy thôi. Vậy ở chỗ này khoảng chừng có bao nhiêu bệnh nhân? Giường bệnh thì khoảng 90-92 giường bệnh, cái nào cũng 130-140 bệnh nhân. Nên nhiều bệnh nhân mới nằm băng ca. Băng ca cái băng ca nào cũng là cái xe đẩy á. Ờ, xe đẩy. Đẩy nhằm đỡ cái băng ca ta nằm dọc dọc hành lang á. Ờ, gì? Thì mình sẽ lên có tìm những người nào mà ta nghèo khó thật sự đó, yeah. Mình giúp đỡ. Ví dụ người ta nghèo, ta không có tiền mổ á, thì mình giúp người ta tiền mổ. Thì có gặp trường hợp nào mà có bệnh nhân không có tiền trả rồi họ cũng như bị thương nặng á, thì chị lại giải quyết làm sao? Thì không có, nhưng người ta cũng nặng nên người ta không có tiền mổ, thì còn nhiều khi bệnh viện cũng làm, thì cũng như đi mổ cho người ta luôn, chứ phải bỏ. Nhưng mà xong rồi ta về, ta không có tiền đâu, ta đi về nữa. Rất là tội. Thì những trường hợp như vậy là người ta phải có chuẩn bị tiền bạc cũng như cái thời gian điều trị, họ phải có khoảng thời gian khá dài. Có những đợt điều trị hóa chất trước rồi những cắt chân sau điều trị hóa chất. Có những bệnh nhân người ta không có khả năng điều trị hóa chất thì họ buông xuôi như vậy cái số. Tại vì điều trị hóa chất thì sẽ sống 5 năm, 7 năm. Hoặc là sau đó nhưng mà không điều trị hóa chất thì nó cũng không điều trị. Còn nhóm nữa mà mình thấy cũng hay gặp ở mình đó, liên quan thôi, đó là bệnh nhân bị phỏng điện. Thường thường là những người công nhân làm việc lao động tay chân, tiền lương không cao, hoàn cảnh thì khó khăn, nhưng mà vướng vào gia đình cao thế thì nó bỏng cắt một hai tay. Như hôm vừa rồi tôi trực là tôi cắt một bàn tay bên này, một ngón tay bên này, một cẳng thôi. Và như cái cậu đó là nó khoảng hơn 30 tuổi, vợ một con, thành phế nhân luôn. Nhưng nếu mình không cắt thì họ sẽ mất mạng. Mà mình giữ cái chân họ lại thì có thể họ mất cả 100 triệu mà chi cả họ đi. Rồi cuối cùng trao đổi với nó nói nếu mà tiền nhiều vậy thì không có tiền thôi, chẳng thể làm thế. Còn hơn là mất cái nhà mà thôi. Yeah.